Tâm Việt kính chào khách quý. Hello, La Cát Tâm Việt xin kính chào tất cả mọi người nha. Thì để hưởng ứng theo nghị định của nhà nước thì mình xin phép được đeo khẩu trang để nói chuyện cho mọi người nghe. Thì hiện tại mọi người, dịch corona đang ở mức báo động trên toàn cầu rồi. Thì để cùng mọi người chung tay đẩy lùi và chống lại dịch thì bên La Cát Tâm Việt đang có một chương trình, đó là tất cả các sản phẩm bên La Cát Tâm Việt như là loa kéo này, máy làm mát và TV box thì sẽ đều được giảm 3% nha mọi người. Thì cái chương trình này sẽ được áp dụng từ ngày 4 tháng 4 cho tới ngày 15 tháng 4 nha mọi người. Mình xin nhắc lại ha, những sản phẩm bên loa kéo Tâm Việt như loa kéo nè, máy làm mát và TV box sẽ được giảm 3% từ ngày 4 tháng 4 cho đến ngày 15 tháng 4 năm 2020 ha mọi người ha. Thì cái số tiền giảm này có thể lên tới 600.000 đó mọi người. Thì mình xin phép lấy một ví dụ nha. Như cái loa 10 triệu đi, mọi người được giảm 3%, 1% là 100.000, nhảy 3% có nghĩa là 300.000. Thì đối với số tiền này á, mọi người có thể mua được nước rửa tay nè, xà bông rửa tay nè, ví dụ mì tôm chẳng hạn. Hoặc là mọi người có thể mua thêm khẩu trang cho mình đó. Thì đây là một đây là một cái đóng góp nhỏ nhỏ của Tâm Việt để giúp mọi người có thể đẩy lùi dịch corona này nhanh chóng hết. Rồi thì có một điều mà mình muốn nói nữa, đó là tiền giảm với mọi người nhưng mà chất lượng mà phục vụ của bên loa cái Tâm Việt đó sẽ không giảm cho mọi người. Chất lượng về loa và chất lượng phục vụ của loa cái Tâm Việt sẽ không giảm. Trong mùa dịch này thì mọi người muốn ở nhà chán, mọi người muốn mua cái loa, mọi người hãy nhanh tay đặt hàng cho loa cái Tâm Việt. Rồi video tới đây cũng đã hết rồi. Cảm ơn mọi người đã xem hết video ngày hôm nay. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.